Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Bonsai Đức Huy đang cùng đoàn đang dừng chân tại vườn của anh Hướng tại Tân Yên. Xin chào Bonsai Đức Huy nhá. Chào anh Hướng nhá, em chào anh Hướng. Ôi chào em nhá. Vâng. Chào Bonsai. Em Bonsai Đức Huy. Em Bonsai Đức Huy nhá. Vâng vâng. Toàn bộ anh em yêu cây cối trên cả nước. Yêu cây cối trên cả nước. Cây thôi, cối nữa. Đây chia sẻ một số cái tác phẩm vườn nhà anh Hướng. Ôi. À cũng đam mê chim ghê nhỉ anh Hướng này. Vâng, chiều nay thì em về rồi. Em ba em một cây thật sự em là. Trong này có một cái tác phẩm xanh lối cổ. Y giờ là anh Việt ơi, anh vào uống nước nhà em một cái để xong đầu qua nhà em. Anh ơi, cây vườn này không có sâu đâu. Vườn như anh nó xấu nhất rồi đúng không? Không có sâu. Cái đang bảo là không có sâu, anh cứ vạch lá tìm sâu. Đấy, chuyên gia săn đồ đấy. Đi vợ. Đam mê mới thích cây thì cứ đi ngắm cây của anh em mình cho nó. Vâng. Trải nghiệm thôi chứ còn. Vâng. Người này ngắm người khác cái thế đấy. Sai Huy đi cùng đoàn thì cũng đi rất nhiều vườn. Này cùng anh em thì có những thời gian không cho phép thì có những chia sẻ không được cẩn thận thì mong quý vị thông cảm. Quay lướt gửi tới quý vị thôi. Có thời gian Sai Huy sẽ đi chi tiết cặn kẽ từng tác phẩm của các anh. Anh ơi, em xin phép là hôm nay anh họp cái gì mà đông này? Hôm nay họp cái gì mà đông này? Mấy anh em là cái hội tổ đồng thuận của Tân Yên và Lạng Giang. Đây. Đây. Tám đây rồi. Phong cào chơi cây rất là vui quý vị. Rất là khí thế, rất là rầm rộ. Đấy, ngắm cây xong rồi ra bàn bạc. Không mất một đồng nào. Mới đi một nửa được không?
đang ở miền Trung. Đang ở miền Trung, đi vào miền Nam nên đang ở miền Trung. Thì ngọc bút rất là đẹp. Thì bà Sát Huy cũng xin phép dừng video ở đây để đi chia sẻ tiếp các nhà vườn. Thì xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và rất mong quý vị ủng hộ Bonsai Huy nhiều nữa nhé. Thì có cái gì mà không được cặn kẽ, còn cái gì mà thiếu sót thì mong quý vị thông cảm. Rất mong quý vị ủng hộ nhiều hơn nữa bằng cách ấn đăng ký và like và chia sẻ giúp Bonsai Huy. Bonsai Huy chào tạm biệt quý vị nhé. Hẹn quý vị ở video tiếp theo.